qua chú, tới kia rồi chú. Thôi tôi đang làm việc, anh em đừng quay nha. Thì bây giờ tôi đến đây rồi, có gì anh cứ trình báo chuyện gì cho tôi coi. Thì ở trong này á, có cái chòi, cái nhà của bà Yên á, hay bắt cóc mấy đứa trẻ vô trong này nè anh. Đúng bây rồi. Giờ mình đi vào, đi vào trong đó tóm gọn mấy bà đó luôn đi anh. Thì cái thông tin này có sự thật không nha? Sự thật, bây giờ anh em tôi còn em. Gần Tết là nhiều việc lắm ạ. Thì bây giờ đó là sự thật, bây giờ anh cứ đi vào trong đó là biết liền chứ gì. Tụi em không có quay đâu mấy chú ơi. Bây giờ là bà Yên, hồi nãy tụi con đi vô trong là thấy là có bà dẫn thêm một bé nào nữa vô trong nữa chú ơi. Vậy là bây giờ nói chung ra tôi á, thì như là nghe anh em tình báo việc, bây giờ tôi sẽ vô trong tôi coi như thế nào. Dạ dạ, dạ ok. Giờ, đây đây, đi hướng này chú ơi, đi hướng này. Dạ dạ, mấy con không quay đâu. Đang làm việc. Đừng quay nha, đừng quay. Dạ. Rồi. Không quay đâu anh. Thì ngày hôm nay ba anh em cũng đã trình báo cơ quan, cũng đã đưa vô trong đó làm việc rồi. Thì không biết là tin tức thì như thế nào thì anh em sẽ cập nhật sau. Tại bây giờ là mấy anh em cũng không được phép ghi hình, nên là ba anh em ở đây cũng nghe cập nhật cái thông tin mà mới nhất ngày hôm nay. Anh em mình vất vả cũng mấy ngày hôm nay gọi là theo dõi bả. Và ngày hôm nay thì phát hiện thêm bà hai chị em bà Yên này á, lại dẫn thêm một đứa bé nữa, không biết là ở đâu đến. Đó thì ngày hôm nay cũng đã trình báo, và cũng như là phía bên của bé Lan 14 tuổi cũng đã dẫn đó cho bên lực lượng vào bên đó rồi. Bây giờ mình không biết là tin tức như thế nào, thì có gì thì mình sẽ cập nhật sau khi mà mình dò la được cái tin tức. Đúng thì rồi, anh đúng em rồi. Thấy sao khi mà ngày hôm nay mà mình gặp bả mà bả gan trời vậy, mình chia sẻ nói chung ra lên. Là anh em mình á, là nói chung ra là cũng cố gắng hết sức. Dạ. Để như là mình làm sao đó là để có cô chú kêu mình á, sao gặp bả mà không có báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất. Ừ. Thì nói chung ra là vô đây á, thì cũng có kết hợp rồi, mà như là vô đó thì đợi anh em lâu quá, sợ mấy bả đứng đây bả gọi điện thoại cho đồng bọn đó. Thì nãy con bé Lam á cũng đã kêu lực lượng lại để mà đi tới ổ của bà Lam này luôn. Nói chung là trong rừng hẻm sâu lắm đó cả nhà. Ở bên đây là giáp biên giới Campuchia luôn á cả nhà. Những cái khúc đó anh em mình không ghi hình được. Thì đoạn đó thì anh em mình đâu ghi hình được. Thì bên lực lượng lúc nãy thì đâu có cho mình anh em mình ghi hình. Yeah. Thì có gì thì một tí nữa xong việc hết trơn mà mình có gặp lại bé Lan á, thì mình sẽ hỏi bé Lan như thế nào nha. Đúng rồi. Tại vì ngày hôm qua thì quý vị cũng có rất là nhiều bà cô chú anh chị á, gọi điện thoại cho kênh của mấy anh em chia sẻ rằng là tại đừng có đưa bé Lan đi đến đó để tìm địa chỉ, tại bé Lan nó đòi anh em mình đưa. Nên thật ra anh em mình cũng chở cho bé đến trình báo bên lực lượng rồi, thì nên là thành ra là bé cùng với lực lượng đi xuống đây, anh em mình cũng không vô tình biết luôn, mà anh em mình cũng muốn cố gắng là nghe cái đoạn mà ngày hôm qua bé Lan chia sẻ với anh em mình, đó là còn rất là nhiều người nữa vô tội nữa, hiện nạn nhân của bả nữa, nên là bây giờ ngày hôm nay nhìn lại thì vừa phát hiện được luôn là bả dẫn thêm một đối tượng vô nữa. Đó, nên là thành ra là anh em cũng bây giờ ở đây cập nhật thông tin cho quý vị khán giả. Thì không biết là tình hình như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ những cái video mà khi mà mình nắm bắt được cái tại hiện trường ở đây. Thì hôm nay mình đã phát hiện bả đã bắt được một đứa bé. Mà mấy hôm nay thì mình không tới đây thì biết bả có bắt mấy đứa trẻ khác hay không. Mà bây giờ vô tình mình lại tới đây mình đã phát hiện ra một đứa bé. Là như vậy đó, thì nhờ bé Lan, nói chung là bé Lan rất là có lòng tốt, đã trình báo đưa người đến đây để mà giải quyết hai bà này như thế nào, mà không biết hai bà này có chạy trốn hay không nè, đang suy nghĩ là đó, như vậy bây giờ là anh em mình đang cũng ở gần cái vị trí mà hiện tại là hồi nãy đi vô bả đứng ở đây, lúc đầu bả đứng ở đây bả dẫn bé. Đúng thì rồi. Bây giờ lực lượng vào bên trong nên là anh em cũng không có an tâm hơn, nên là ngồi đây cũng cập nhật một cái clip xong rồi thì sẽ rời khỏi hiện trường này, tại vì mấy chú là đang làm việc nên là anh em cũng không thể tiện ghi hình được quý vị. Thì thôi là bây giờ là anh em mình cũng như là cập nhật cái tin tức mới nhất về hiện tại ở đây thì thôi, ngắn thôi, chứ còn bây giờ là mình cũng phải tìm cách mình di chuyển khỏi đây đi. Đúng rồi, đi. Kìa, chú công an ra kìa. Có lực lượng, tắt đi. Hồi nãy con vô trỏng con thấy mấy chú làm việc sao? Dạ con không biết, con đứng ở ngoài. Ủa con đứng ở ngoài hả? Dạ. Con đứng ở ngoài con nhìn vô có thấy cái gì bên trong không? Dạ có. Thấy gì vậy? Dạ con thấy còn mấy người nữa. Thấy mấy người á? Mấy người nào? Dạ mấy người bị bắt chung, bị bắt giống con. À mấy đứa bé nhỏ nhỏ giống con gì đó hả? Dạ. Trời ơi mấy đứa luôn hả? Trời ơi bà này công nhận. Rồi lúc bây giờ thì mình bây giờ hiện á hả? Nói chung ra bây giờ
anh em mình vô trọng đi. Bây giờ anh cũng nóng lòng quá, nghe có bé trong anh nóng lòng quá trời rồi. Vô trọng á. Ừ. Đi, đi, bây giờ đi vô kìa nó. Đi. Đi con. Bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là chỉ nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được nè cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000, mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Ủa con bé đang đâu? Trời ơi. Bé làm đâu? Bé làm đâu? Bé làm đâu? Bé làm đâu? Trời ơi trời. Từ rồi, bé làm đâu? Hả quá. Hả cái đi. Bé làm đâu? Mệt quá rồi. Ủa con bé làm đâu anh em? Trời ơi trời. Trời ơi. Vô trong. Bọn chúng dữ quá trời. Chạy chạy mất tiêu rồi. Giờ không biết bé đâu nữa. Hồi nãy em kêu hai anh nắm nó đi, giờ nắm nó ở đâu? Nắm gì? Nó dí nó chạy muốn chết luôn, nắm gì được mà nắm. Trời đất ơi. Rồi tụi bé, nó dí bắt bé nữa rồi. Bé làm bị bắt nữa rồi cả nhà ơi. Hồi nãy là mấy khi mà mấy anh em á là khi mà lực lượng xong cái bò thì anh em không được quay, nên là con bé nó đi chung với mấy chú lực lượng luôn. Nên thành ra là mình vừa gặp con bé là bên trọng cái mấy chị biết là mấy chú lực lượng đi về rồi, là bắt đầu là tụi nó dí theo luôn cái gì á. Thôi mình đi ra ngoài luôn đi. Bây giờ mình chạy về mình báo lực lượng đi. Đi 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 đi. Đi. Tắt máy đi, hót đi.